phút mà em đọc những cái thông tin về Việt Nam Cộng Hòa và có hiểu biết nhiều, thì mình nghe những cái tin như vậy mình thấy cũng đang theo Bùi Tùng á. Bùi Tùng chào em. Em xin chào anh Thơ Quang và tất cả các anh em trên diễn đàn ạ. Nói chung là cái clip đó tuy chỉ dài khoảng chừng 15-20 phút nhưng mà có khoảng 1.000 lần, 1.000 lời, 1.000 cái liều khỏe luôn. Chia sẻ mà không biết chia sẻ từ đâu. Cái thứ nhất là đầu clip em phải nói trước đó là cái bản chất của cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Em gọi là cuộc chiến tranh tại Việt Nam chứ em không gọi là chiến tranh Việt Nam. Em chiến tranh tại Việt Nam chứ không phải chiến tranh Việt Nam gì ở đây hết á. Là bản chất vẫn là cuộc chiến tranh chống giặc xâm lược. Hỏi tại sao là chống giặc xâm lược thì các bạn cũng thấy rồi đó. Có một cái cuộc chiến nào mà ở một quốc gia mà người Mỹ phải đem tới 58.000 cái hòm về nước không? Đúng rồi. 58.000 cái hòm người Mỹ về nước. Thì tại sao lính Mỹ đến đây? Một cái câu hỏi là tại sao lại có sự xuất hiện của 58.000 cái hòm này? Nếu mà những ai mà biết thì sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao có 58 cái hòm này. Anh Giang Hoàng anh muốn lên, bây giờ em xuống đi để cho anh Giang Hoàng lên nói đi. Ok Bùi Tùng. Bùi Tùng chia sẻ sâu lắm nha. Rồi ok. Để cho Giang Hoàng nó lên đi rồi. Làm phiền Bùi Tùng nha. Mấy ngang nha Giang Hoài. Ông ức chế cái gì mà ông có lăng xăng xăng, ông ức chế ông làm suốt hết. Alo anh Thơ Quang. Chào em. Alo ức chế quá hả? Alo chào anh với chào mọi người. Em nói anh nhà hôm nay em không có mang tai nghe đi nhá, với lại em cũng đang đi ở ngoài, em không có chuẩn bị, nhưng mà em thấy cái này của anh em lên luôn vì cái chủ đề nghe rõ mà. Em nghi rồi, hiểu chưa? Ừ. Thế thì em nói anh như này này, cái đầu cái video của anh ấy là hôm nay anh đã đăng lên cái ai ấy đăng vào cái tường nhà anh á. Cái gì liên. Nào em nói anh cái đầu video đó là thằng Văn Ba Thương, thằng xạo lồn, thằng già xạo lồn nhá. Thôi đừng có chửi thề, để nói được rồi. Ok, nói đi. Để em nói anh là cái này không phải là cái video bình thường mà cái này là một cái bộ phim. Đúng rồi, biết mà. Em nói anh cũng đó là một cái bộ phim là 20 phút hay hai mấy phút đó. Chúng nó diễn. Nhá, chúng nó diễn. Cho nên là hôm nay anh Thơ Quang em nói anh không được buồn, nếu mà anh không nhận ra cái bộ phim này anh đưa lên đây á thì anh chiếu phim hộ chúng nó. Còn nó là cái giới trẻ. Cái thằng mà cầm cái diễn đàn đó nói với thằng Văn Ba Thương giống như là nó đang cãi chiều, nhưng thực ra là chúng nó là một ruột giống nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Hiểu chưa? Cái thằng cầm diễn đàn và cái thằng Văn Ba Thương và đó là hai thằng giống nhau, chúng nó đang đóng phim. Đóng phim để cho anh em mình xem. Và cái nũ nó gọi là giới trẻ ở bên dưới đó, cái thằng cầm diễn đàn đó, nó câu chuyện của nó giống như là đang ngược với thằng Văn Ba Thương già nồn đấy. Thế nhưng mà thực ra nó không phải là ngược, mà chúng nó đang diễn là chúng nó đang đóng một bộ phim nhá. Đúng rồi. Thế là anh em phải nhìn nhận điều đó, cho nên là anh đừng có chiếu lên đây. Đó, em đấy là cái quan điểm cá nhân của em, còn anh có thể là giận em hay cái gì đó là trên cái quan điểm là một câu chuyện này chứ không phải cái quan điểm cá nhân và anh với em thôi nhá. Anh hiểu mà. Nam cũng bình tĩnh. Anh hiểu ý Nam và mọi người cũng biết, nhưng mà vấn đề là cái giới trẻ chúng nó bảo là cái giới trẻ Việt Nam ấy là cái lũ chúng nó là chúng nó xạo lồn, không phải là giới trẻ Việt Nam mà mấy cái đứa ở bên dưới đó là chúng nó là diễn viên hết, tất cả là diễn viên nhá. Đừng bức xúc quá chữ thề không hay. Xin lỗi anh Thơ Quang này và anh xin lỗi Tấn Phát là anh hôm nay là anh tranh giành em một tí xíu nha, em đừng có buồn anh xin và anh cũng xin lỗi là không cái gì cả, anh cũng không thể hiện cái điều gì cả đây, nhưng mà hôm nay là nói với em là như thế được rồi, anh xin lỗi em mà em nói anh Thơ Quang đây là một bộ phim nhá, không phải là một cái video thế. Thế là chúng nó là cái lũ xạo lồn, anh có biết thằng ở đầu video là thằng nào? Thằng Văn Ba Thương. Văn Ba Thương là chú Phỉnh gì đó đúng không? Không phải chú Phỉnh là không phải chú Phỉnh, Văn Ba Thương. Nó là cái thằng mà xưng là tiến sĩ vỉ hè ấy. Rồi ok. Giáo sư vỉ hè. Chào anh Tâm Hoàng Mai. Chúng nó xạo lồn, chúng nó đóng một cái bộ phim, hiểu chưa? Cho nên anh em mình không cần phải thì là cái đội mà cái thằng cầm diễn đàn đó nó nói là để cho giới trẻ Việt Nam nó phản biện xem có đúng hay không ấy. Nhưng mà thực ra nó cái nói cái câu đấy ấy,
nó nói cái câu đấy là em cũng nghe nói nè, bình tĩnh bây giờ đi xuống dưới ngồi nghe đi, rồi anh không, em lên em phân tích thì này, thì Nam sẽ nhìn ra được cái vấn đề đâu, hiểu không? Cái thằng cầm chủ diễn đàn nó nói, cái thằng cầm chủ diễn đàn nó nói á, là để phản biện á, mà em tưởng nó là cái tiếng nói là để phản biện cái thằng già khách mời, nhưng mà thực ra không phải, là nó đang diễn với nhau, yeah. Cho nên là bây giờ anh em mình đừng, nếu mà anh em mình ở đây tin mà đó là giới trẻ Việt Nam là không bao giờ phải nhé, đó là chúng nó xạo đồn hết, không bao giờ ai tin đâu, hồi nãy giờ có ai khẳng định là tin đâu, ông thì cứ nóng lên. Tức là một, anh nói Nam nghe, mỗi người làm việc có một cái phương pháp làm khác nhau, Nam hiểu anh nói không? Cho nên đó là vậy, Nam cứ bình tĩnh, cứ ở dưới nghe đi, rồi chừng nào mà khi mà cái live này xong á thì đó, lúc đó là Nam đưa ra cái nhận định nha, hiểu anh nói không? Tức là mỗi người sẽ có một cái phương pháp làm nó khác nhau. Em rất là hiểu anh và em tôn trọng anh là chủ cái nhà diễn đàn, không phải là em đang chỉ anh, nhưng mà em nói là nếu anh em theo thì theo cho hết cái diễn đàn để hiểu cái câu chuyện anh muốn đưa ra là cái gì. Anh chỉ đưa như vậy ấy, cái người mà đi ngang ấy là hiểu, không hiểu được ấy thì người ta sẽ hiểu ngay cái khúc đầu ấy, là một nửa cái bánh mì thì vẫn là một cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật nó không phải sự thật. Vô câu chuyện đúng, phát nghe như vậy rồi không, vô như vậy phát nghe không hiểu, lại bảo là đấy như thế, như thế nó không hay. Rồi, yên tâm, Nam yên tâm nha. Rồi ok, em cảm ơn anh, em chào tất cả anh chị em, vì anh cũng xin lỗi qua đây anh cho Quang cho em nói nốt câu này, xin lỗi Tấn Phát nhá, vì anh cũng không có ý là tranh giành vô cái câu chuyện ngang của em. Rồi em cảm ơn mọi người. Ok Nam. Thì đây cũng là cái một cậu em thực ra là cũng thường xuyên tham gia, cũng đi đấu tranh chống phản biện xuyên tạc đó. Nhưng mà thì theo quan xin nói thì mỗi người có mỗi cái cá tính, trong đó nó hơi bức xúc thì mong mọi người thông cảm nha, anh em nó cũng hơi nóng tính chút. Nhưng mà rồi chào lại Bùi Tùng. Rồi, em hiểu ý anh nói rồi. Còn cái clip anh Thơ Quang đưa lên thì em nghĩ chỉ đơn thuần là clip để mà mình chỉnh lại, mình nắn lại mấy cái luyện điệu xuyên tạc thôi. Đúng thì rồi, cái đề tài mà. Còn cái chuyện mà like thì em nghĩ là sẽ người mình trong quá trình mình chia sẻ, mình nói thì mọi người hiểu. Dạ. Thì em cũng xin nói lại là khẳng định một câu, cuộc chiến tranh tại Việt Nam là một cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Và không có khái niệm chiến tranh Việt Nam, em vẫn nói vẫn giữ nguyên cái ý kiến đó. À. Còn cái ý tiếp theo á là có một cái thằng nó nói là tội ác chiến tranh là hai bên, mà tại sao chỉ trưng dụng có một bên thôi, trưng dụng một bên thôi, thì bây giờ phải phân định rõ tội ác chiến tranh là cái gì. Ví dụ như là hai bên tham chiến dùng vũ khí đánh nhau thì cái đó không gọi là tội ác chiến tranh. Phải rõ ràng là như vậy. Tội ác chiến tranh khi nào mà một phe có vũ khí bắn giết phe bên kia không có vũ khí thì cái đó mới gọi là tội ác chiến tranh. Còn cả hai bên đều có vũ khí bắn vào nhau thì cái đó không gọi là tội ác chiến tranh. Phải phân định rõ ràng. Rồi tội ác cái gì? Nếu như mà nói là tội ác chiến tranh á thì tại sao mà đến năm 1975 á, sau khi thống nhất á, là cả đoàn người của mấy anh á vẫn trú bên Mỹ được, vẫn chạy sang bên Mỹ được vậy? Nếu là tội ác chiến tranh thì phải xua quân vô là gặp ai giết đó, chứ làm sao mà để mấy anh chạy lung tung leo teo đến bây giờ mấy anh còn ngồi xuyên tạc đủ thứ chuyện. Cái đó hoàn toàn không đúng. Rồi nếu như mà nói về khái niệm tội ác chiến tranh thì tại sao mà ở nhà tù Quả Lò đó có rất nhiều phi công Mỹ bị bắt á, mà trong số đó có thấy phi công Mỹ nào bị giết đâu? Em thấy trong suốt chiến tranh Việt Nam mình bắn rơi máy bay của Mỹ ở bầu trời Hà Nội rồi ở bầu trời miền Bắc, em có thấy là anh phi công nào ở Mỹ Mỹ nó báo về số liệu là anh bảo là tù nhân phi công Mỹ bị giết đâu? Đó, cái đó mới gọi là tội ác. Nếu mà đúng gọi là phân định rõ ràng cái đó là tội ác hay không là phải qua những cái hành động đó. Còn cái chuyện mà hai bên có vũ khí bắn nhau thì em nghĩ là phản đối, cái đó không phải gọi là tội ác chiến tranh. Có một cái con nhỏ nó nói là lính Việt Nam Cộng Hòa yêu nước và có lý tưởng. Yêu nước và có lý tưởng, vậy xin hỏi là yêu nước và có lý tưởng là tại sao bắn đồng đội bắn nhau, bắn đã rồi thì tự nhiên đồng đội chết lăn đùng ra thì anh lính anh cầm cái súng tới một tay, anh xách cái quần lên, anh lấy cái bóp để làm cái gì? Lý tưởng là lý tưởng gì? Lý tưởng hôi của hả? Hôi của đồng đội.
đồng đội chết rồi thì thôi đem đi chôn, còn không thì núp bà nó ở đâu đi, tự nhiên là lôi ra rồi xách xé quần xé áo người ta lôi ra là lấy tiền. Cái đó ngầm ngang, cái đó không có một cái chút gì gọi là lý tưởng hết. Rồi lý tưởng sao mà dân chúng trong tất cả những cái người dân ở miền Tây ai cũng biết cái điều đó là hả, đi càng mấy bố đi càng càng xong rồi không biết được giết được anh cộng sản nào không, rồi cũng càng luôn gà vịt của người ta luôn, gà vịt trong nhà trong ruộng rồi cũng lấy của người ta đem về ăn luôn. Cái đó lý tưởng gì trời, phải điều chỉnh lại, cái đó không có lý tưởng gì hết á. Và có một cái lý tưởng của Việt Nam Cộng Hòa em thấy rất là khâm phục luôn. Khâm phục nhất là gì anh không biết không, đó là hả, tướng lĩnh cấp cao á thì tuyên bố là sẽ tử thủ Xuân Lộc, rồi tử thủ Huế, tử thủ Đà Nẵng, mà cuối cùng á tự tử cầm súng bắn vô đầu, toàn là từ tá trở xuống không, cấp tá trở xuống là cầm súng bắn vô đầu không, mà còn cái cấp tướng á hô hào bảo là tử thủ, mà toàn là lái máy bay chạy rút vô trong Sài Gòn đó. Cái đó mới gọi là lý tưởng đó, tức là cấp dưới là tự sát thôi, còn cấp trên hô hào nói xong vong chạy hết á. À, lý tưởng gì? Ừ. Nội cái chuyện mà đưa cái người ngoại bang vào Việt Nam rồi hả, xâm lược đánh chiếm, cái đó là cái kém nhất rồi, cái đó là không có sự lý tưởng nào ở trong đó rồi. Nên đừng có dùng cái luận điệu này kia mà huyễn hoặc người khác. Rồi, em còn thấy là rồi em cũng xin nói luôn về cái vấn đề mà chính thể Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể được công nhận. Thì bây giờ em hỏi nè, cái nguồn gốc của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là từ đâu? Là có phải là từ là chính phủ gì của Bảo Đại, em quên mất tên rồi. Việt Nam Quốc gia. Quốc gia Việt Nam, chính phủ quốc gia Việt Nam của Bảo Đại. Em cũng xin nói về cái vấn đề là ông Bảo Đại này. Thì năm 1945 á, là ổng đã cầm cái ấn kiếm của ổng trao cho những cái người Việt Minh tại Huế rồi. Và ổng mới tuyên bố là triều đại Nguyễn đã kết thúc cái vai trò lịch sử và trao lại ấn kiếm cho chính quyền. Cái hành động trao lại ấn kiếm có nghĩa là trao lại cái quyền lãnh đạo đất nước cho Việt Minh rồi. Thì đến năm 1949 cái chính thể quốc gia Việt Nam của Bảo Đại làm gì mà có cái sự công nhận? Làm gì có sự công nhận gì đây các bạn? Rõ ràng là anh đã trao ấn kiếm, là anh đã trao quyền lực lại cho người khác rồi. Và người ta có quyền tiếp nhận cái quyền lực của anh rồi. Vậy thì năm 1949 thật ra là anh đang bán cái không khí. Anh bán cái không khí cho anh, cho Pháp, cho Mỹ, chứ làm gì cho có người dân gì ở đây. Anh đang bán cái thứ mà anh không còn tồn tại nữa, anh không còn sở hữu nữa. Anh bây giờ không ai gọi anh là Hoàng đế Bảo Đại, mà người ta gọi anh là công dân Vĩnh Thụy. Phải phân biệt rõ ràng. Từ năm 1945 trở đi không còn cái tước hiệu là Hoàng đế Bảo Đại nữa. Cái tước hiệu đó chỉ trong sách sử thôi, còn thực ra mà nói là về tư cách pháp nhân, anh chỉ còn là công dân Vĩnh Thụy. Nói cho đúng là như vậy. Vậy thì ông Ngô Đình Diệm, ông đi bầu cử với lại ông Bảo Đại, gọi là tiếp nhận cái chính quyền của ông Bảo Đại. Vậy có hợp lý hay không? Theo các bạn nghĩ có hợp lý không? Nội ông Bảo Đại, cái tư cách pháp nhân của ông không có. Ông không có một cái tư cách pháp nhân gì về đất nước chúng ta rồi, mà đi bầu cử với một ông không có tư cách pháp nhân thì Ngô Đình Diệm rõ ràng cũng không có cái tư cách gì cả. Mà chính Ngô Đình Diệm và tay sai lập nên cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà không tuân thủ đúng cái lộ trình năm 1956 phải tổng tuyển cử, thì cái đó là anh vi phạm rất nặng về pháp luật quốc tế. Anh vi phạm rất nặng về pháp luật quốc tế. Người ta đã bàn, người ta đã bàn thảo với nhau, cùng nhau hướng đến là năm 1956 sẽ là bầu cử theo cái hướng tổng tuyển cử đúng không? Còn ở đây là anh tự động bầu cử, mà cái cách anh bầu cử là không đúng nữa. Nếu như là bầu cử thì phải bầu cử trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Còn ở đây đó là rõ ràng là anh bầu cử chỉ có một nhóm ở phía Nam. Như vậy là cái cuộc bầu cử của anh rõ ràng là với ý muốn chia đôi đất nước, chia đôi hiện trạng đất nước, chia rẽ đất nước. Và theo em đó là cái đó là cuộc bầu cử đó là vi hiến, vi phạm và không phù hợp. Rõ ràng như vậy. Vậy thì sao mà lại có một đứa nào nó lại nói là cái chính phủ đó là công nhận cái gì? Ngay từ đầu, ngay từ cái nguồn gốc ban đầu của nó, từ năm 1949 là một cái chính thể không có pháp lý, không có pháp nhân.
Và từ 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 đó về sau mãi mãi vĩnh viễn nó không bao giờ có được nữa, không bao giờ có cái tư cách pháp nhân nữa. Rồi. Em có đọc thêm thì nó lại bảo thế này. Đạo đức con người trong chủ nghĩa xã hội đi xuống. Đạo đức con người trong chủ nghĩa đi xuống rồi, đạo đức ở thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa thì cao lắm. Em không hiểu là dẫn chứng cái gì mà cao. Tình trạng tham nhũng thì xảy ra liên miên, mua quan bán tước rất là nhiều luôn. Rồi đặc trưng nhất là cái vụ mà bà vợ của ông Thiệu đi buôn lậu ở miền Tây, đem cái xe lên đi ngang qua Long An á, thì bị mấy anh lính canh của Long An giật lại. Mà cái vụ đó còn buồn cười nữa, cái người mà đi đánh tham nhũng cuối cùng thì bị bắt vô tù, mà bản thân những cái người buôn lậu cho cái bà vợ ông Thiệu thì lại thoát án đó. Các bạn thấy những người đi buôn lậu mà cuối cùng là không trắng án, còn những cái kẻ mà đi chặn xe bắt buôn lậu thì cuối cùng là vô đồn vô bốt bắt hết đó. Đó thì cái xã hội đó, mà các xã hội mà hay cái gì. Rồi các cái hình ảnh mà Sài Gòn trước năm 1975 như thế nào thì trong diễn đàn Anh Thơ Quang mình cũng đã coi rồi. Cái cảnh nó nhơ nhớp như thế nào, rồi phụ nữ thời đó làm những cái nghề nghiệp gì thì mọi người cũng đã biết. Cho nên em không phân tích sâu về cái chỗ này nữa đâu. Đúng rồi. Sự kiện 1963 nữa, đúng không? Đó là mình chưa nói tới, mình chưa đề cập tới cái sự kiện năm 1963 nữa. Thì họ ca ngợi cái đạo đức gì ở đây thì đó, coi như mình cũng không thèm muốn, mình không muốn đi sâu vào vấn đề đó nữa. Để xin mời Bùi Tùng tiếp ạ. Rồi, em có cái thấy nữa là cái top đó lại khen ông Lý Quang Diệu tại sao ca ngợi Việt Nam. Tụi bay khùng quá đi, ở trên cái phương diện quốc tế á, thì tất cả những lãnh tụ quốc gia người ta nói chuyện với nhau thì người ta phải bơm thổi cho nhau, đó là nguyên tắc, người ta có không ưa thì người ta cũng bơm thổi, trừ trường hợp là người ta thù ghét nhau rất là dữ dội thì người ta mới chửi nhau thôi. Còn bình thường khi mà ở trên mặt bằng của quốc tế thì tất nhiên người ta phải nói ngon nói ngọt với nhau. Mà tụi nó cũng bám theo cái câu nói của ông Lý Quang Diệu, nói là chừng nào Singapore mới được như Việt Nam. Sự ngu xuẩn của tụi nó. Rồi. Không, nhưng mà anh hỏi nè, Bùi Tùng có bận rộn gì không? Từ anh mà nêu chi tiết này ra, bảo tạm Bùi Tùng sẽ thú vị ngay. Hả? Anh nêu thêm chi tiết này nữa là bảo đảm Bùi Tùng sẽ thú vị. có gì không? Có chi tiết gì không anh? Đây nè, mình quay ngược lại cái live vừa trước về cái tay thượng nghệ sĩ Storm Umberg, đúng chưa? Bùi Tùng vừa nêu ra vấn đề là bên đó họ đã yếu dần, họ muốn là hòa nhập và họ muốn về Việt Nam, họ muốn thế này thế gọi. Tại khái chúng ta hiểu nôm na là siêu siêu ở nể rồi, thì tại sao đúng lúc đó cái tay thượng nghệ sĩ lại là đeo cái khẩu trang cờ vàng và đứng lên cái tuyên bố cái câu đó nhằm mục đích gì? Đúng không? Bùi Tùng thấy rõ chưa? Đó, tức là cái câu chuyện á, anh nói là mọi người sẽ nhìn ra rõ ràng là cái chuyện dự án Obama là có liên kết toàn bộ trong cái câu chuyện này. Không hề, bữa nay đã khẳng định là không hề cái tay đó gọi là vu vơ hay là ngẫu nhiên gì cả. Mình phải khẳng định luôn là vấn đề là cái tay đó họ đã có sự chuẩn bị trong một cái kế hoạch định sẵn và họ nhắm được cái tình hình. Nên lúc nào phải bung ra cái điều này. Để làm gì? Trước mắt ở bên đó là họ để vực dậy cái tinh thần chống cộng của những người bên đó, đúng không? Đó, họ khơi gợi lại, họ kích thích lại. Bởi vì là cái gì? Cái cộng đồng đó là cái con cờ của họ. Anh chia sẻ tới đó thôi đó. Bùi Tùng có ý gì nữa thì không, thôi là người khác. Em thì cũng nghĩ, em thì ngay từ đầu là em cũng nói với anh Thơ Quang là đối với em là cái ông đó ông không hề nói bậy nói bừa đâu. Bởi vì đúng, với cái vai trò là thượng tỷ hạ nghị sĩ á, là những người mà gọi là top cao của hệ thống bầu cử chính trị Mỹ thì không có cái chuyện mà họ lên họ nói bừa. Ví dụ như đúng dân rồi. Biểu thì có thể đúng. Dân biểu thì có thể đúng, tại vì dân biểu là giống như chủ tịch xã trên phường mình thôi. Dân kiếm phiếu thì đúng không? Ừ. Dạ. Còn thượng nghị sĩ thì không thể nào mà có vụ kiếm phiếu được. Là chắc chắn là ok rồi. Bởi vì bây giờ là theo tình hình thế giới hiện tờ, anh Thơ Quang cũng thấy Mỹ bây giờ đang gặp cái khó khăn về cái đường ngoại giao. Có nghĩa là thế này, có nghĩa là dùng mọi chiêu thuật để ép, để đẩy Trung Quốc, tìm mọi cách để hạ Trung Quốc, nhưng mà Mỹ vẫn cứ lây hoay. Và cái bài toán là bây giờ Mỹ sẽ là yểm trợ cho Việt Nam, tìm mọi cách đó là kéo
kéo Việt Nam sang phe của Mỹ để mà gọi là chống lại Trung Quốc á. Nhưng mà Mỹ lại khó khăn chỗ là Việt Nam nó lì quá. Nó không theo Trung Quốc mà nó cũng chả theo mình nữa. Cứng đầu. Cứng đầu nó không chịu. Thà rằng nó theo Trung Quốc thì không nói là mình dập nó liền. Nó theo Trung Quốc là mình kích động người dân là nó theo mình thì còn ok là quá ngon. Mà nó không theo ai. Cái bài toán bây giờ nó không theo ai, kích động người dân không được. Em nói ví dụ như mình mà ngã sang Trung Quốc nó kích động dễ hơn. Đúng rồi. Công nhận không? Có cơ sở. Mình theo Trung Quốc luôn, mình đầu tư cho Trung Quốc vô làm, đẩy hết các doanh nghiệp kia cho các doanh nghiệp Trung Quốc vô làm, thì cái bài toán, cái chiến thuật miếng điện sẽ xảy ra ở Việt Nam. Cái chiến thuật chắc chắn nó sẽ xảy ra, là nó sẽ diễn lại như vậy. Tại vì chính phủ Việt Nam toàn là theo Trung Quốc, đầu tư cũng Trung Quốc, mua vũ khí cũng Trung Quốc, xài tiền cũng Trung Quốc, cho dân Trung Quốc vô ở, thì lúc đó là kích động cách mạng Mao sẽ thành công. Còn bây giờ Việt Nam nó cứ trung tính. Nó cứ đứng giữa, nó trung tính, nó học theo mình mà nó cũng không theo thằng Mỹ, kích động hoài không nổi. Tại vì người dân nhìn thấy rõ ràng là có bao nhiêu dấu hiệu thân Trung Quốc đâu. Rõ ràng. Về mặt ngoại giao lẫn về mặt trong đất nước không có thấy có cái dấu hiệu nào mà thân Trung Quốc. Vậy thì làm sao kích động người dân được? Mặc dù người dân rất ghét Trung Quốc, phải thừa nhận là người Việt Nam mình á, hiện giờ cái dư luận rất ghét Trung Quốc. Nhưng mà tại vì chính phủ mình đứng trung tính mà, đứng ở giữa mà, cho nên tụi nó không thể có cái cớ nào gài được. Gai hoài, gai đổ hoài không được. Thì bây giờ làm sao? Tức. Bây giờ là tức. Gai đổ hoài không được mà nó lại nhận tiền của mình để nó phát triển kinh tế. Thằng Mỹ nó phát hiện ra thằng Việt Nam chơi bẩn. Tức là nó không theo mình mà nó lại nhận tiền của mình để nó phát triển kinh tế. Vậy thì sao? Vậy thì đâm mày. Tao ghét rồi. Mày không theo tao mà mày cứ đứng như vậy thì tao sẽ đâm mày. Mà đâm mày bằng cách nào? Đó là những cái sự kiện vừa qua đó anh thấy. Mới đây là em có nhận được một cái bài báo á, là Mỹ nó nói là cái trang ARV của là sử dụng tin tặc đó anh. Nó nói là cái trang chống phản động ARV là sử dụng tin tặc để mà đánh Mỹ á. Đó. Anh thấy không? Nó vu khống rõ ràng luôn. Việt Nam mình đâu có ngu dại gì mà gây sự với nó. Điều đó có nghĩa là trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam và Trung Quốc á, đang gặp khó khăn. Phải thừa nhận là Mỹ đang gặp khó khăn kinh khủng luôn. Đánh Trung Quốc thì không được, suối Việt Nam theo mình cũng không xong. Mà tụi nó đang mà theo Mỹ nghĩ là thằng Việt Nam lại nhận tiền của mình để phát triển nữa, để mà tiếp tục là vươn cao cái ngọn cờ lên nữa, là tiếp tục tăng gia tăng uy tín nữa. Chứ Mỹ cứ loay hoay hoài không có tìm được cái phương án nào. Thì cuối cùng là thôi, bây giờ là phải quay lại cái phương án cũ, đó là phải trưng dụng cái đám cờ vàng này lên, giảm cái uy tín của Đảng Cộng sản đi, giảm cái uy tín của nhà nước Việt Nam đi, thì trở lại cái quân bài cũ. Mà anh cũng thấy rồi, đánh cái đường cũ này nó càng tối hơn nữa. Tại vì cái đám cờ vàng bây giờ mất uy tín thảm hại, nội bộ thì lục đục nữa. Cho nên là cái gọi là vực dậy cái tinh thần của tụi này, thì theo em nghĩ đó là định hướng đấy anh. Theo em nghĩ đó là định hướng hiện giờ của giới tinh hoa nước Mỹ đó, chứ không phải là chỉ riêng cái ông đó đâu, mà trong sâu thẳm của giới tinh hoa nước Mỹ đang muốn vực cái đám này lên trở thành cái đối trọng. Để kìm Đảng Cộng sản. Có nghĩa là Mỹ đang muốn chơi như thế này nè anh. Ý thế này nè: mày phải theo tao, mày mà không theo tao là tao sẽ kích động, tao sẽ cho thằng khác lên đẩy mày ra. Ý của Mỹ bây giờ là như vậy á. Mày phải theo tao, mày buộc phải theo tao, còn không á là tao kích, tao phá nữa. Đúng rồi. Nó cứ lãnh quẩn chọc máy á, gọi là chọc máy á. Nó cái kiểu như vậy đó. Cho nên là nói chung là em thấy là Mỹ đang đi cũng rất nhiều nước cờ, cũng tìm mọi cách. Nhưng mà phải nói là chính phủ Việt Nam mình là quá hay, quá giỏi về cái đường ngoại giao và cái vấn đề an ninh. Chúng ta cứ đứng ở giữa vậy đó, đứng trung tính như vậy đó. Đứng như vậy thì chúng ta sẽ không có bị lật đổ, không có bị là ảnh hưởng. Còn mà chúng ta nghiêng theo bất cứ phe nào thì bây giờ là Việt Nam chắc chắn sẽ khó khăn. Đúng rồi. Em nói chắc cú luôn á, nếu Việt Nam mình mà nhận viện trợ Trung Quốc hay là mình chơi Trung Quốc thì chắc chắn là cái cảnh ở Miến Điện là xảy ra ở Việt Nam. Chẳng khác chẳng sai một ly nào hết. Dạ thôi, đó là ý kiến của em. Nãy giờ nói với anh Thơ Quang. Để các anh chị khác. Ok, mùa tôm. Đi anh.